Mày đi chợ mua đồ về ăn sáng nha. Mẹ làm ăn sáng nha. Được chưa?
Mày ngồi ăn đi nha.
cho mẹ ăn hết chưa? Để đôi tay đôi chân nha. Mình ăn đi. Chưa muốn sữa không? Muốn sữa nha. Ăn hết đó đi. Không ăn nữa đi. Để cắt cái đây nha. Không ăn nữa, no nữa. Ăn đi, cắn hết miếng đó đi. Mẹ mày uống sữa không? Uống sữa nha. Nhai hết đi rồi mẹ cho uống sữa nè. Uống uống không ngon hả? Giọng không? Mình đi chơi đi. Rồi, giờ mày ăn xong chưa? Mày uống sữa không? Nằm đây, uống sữa. Nằm xuống. Mày nằm xuống. Nằm xuống. Nằm kiểu gì? Nằm kiểu gì? Hả? Uống sữa không? Ê, giờ mày nằm xuống đây. Nằm xuống đi, mày cho uống sữa đi. Đưa đây mày bay. Mày cho nằm xuống đây nha. Nằm đây. Nằm xuống, yêu mới nằm xuống. Rồi, nằm xuống. Yêu mới nằm xuống. Ăn hết đây nè, nhiều quá nè. Uống sữa lên nó. Con ăn hết đây, nhai hết đây. Nằm xuống, yêu mới nằm xuống. Nằm xuống đây. Nằm xuống. Đúng rồi, nằm xuống. Đúng rồi. Yêu mới ăn hết đây rồi. Ăn hết cái này, ăn hết rồi mình cho uống sữa nha. Thêm sữa. Bây giờ mình nhai hết đi. Nha. Như vậy. Như vậy. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống.